Làng giải trí Hoa ngữ ngày hôm nay lại ùn hàng với scandal lộ clip ngoại tình của Lý Tiểu Lộ và Tô Ngang. Đã có rất nhiều người từng tưởng rằng cặp đôi bị Du Lan gián họ, vậy nhưng với những chứng cứ sờ sờ trước mặt, rất nhiều fan sụp đổ hình tượng, còn tập thể mạng xứ Trung xôn xao bàn tán về vụ việc. Những hình ảnh gây sốc về vụ việc của Lý Tiểu Lộ. Trong khi Lý Tiểu Lộ chưa thông báo về vụ việc thì Tô Ngang đã chia sẻ một tâm thư dài, hé lộ nhiều tình tiết gây sốc về mối quan hệ của hai người. Nội dung tâm thư như sau. Vì anh vô được quay vào khoảng tháng 3-4 năm ngoái rồi. Cuối tháng 12 năm 2017 lúc mạng xóm hội chỉ trích phỉ báng tôi đã giảng nghĩa rồi nhưng có ai tin. Chỉ một bài viết bị người lương viết mà toàn yên anh nhâu này bàn tán rôm ra, cô Lý tức Lý Tiểu Lộ, hô xong thì liền đứt xỉu liệm đi, ai lương thực được thông tin đây. Nghĩ lại chuyện này tôi cảm thấy thực sự đáng quản, mọi thứ như đẩy tôi xuống đáy vực thẳm. Công việc trì trệ, không có công ty, không có vô kiếp làm việc, chẳng tiền chẳng nông, tất cả mọi chuyện đều chi có thể gọi hang hiệp thương với Lý để tìm hướng giải quyết, đối mặt. Lương người thật ngây thơ khi nghĩ rằng có kẻ nào đó đáng yêu thương ở đây sao? Cái dòng xoáy đáng quản này lương người không thể tưởng tượng được đâu. Tại sao clip này quay từ năm ngoái mà chẳng bị lan truyền ra mà hiện nay mới bị, rồi tại sao clip lại không hề có logo? Tại sao tên tôi chẳng bao giờ lọt vào toa tìm kiếm mà giờ thì đột nhiên xuất hiện? Cuối cùng đằng sau có ai giở trò đây? Lúc tôi qua đỉnh đi thì điên cuồng ký hợp đồng với tôi, sau khi từ chối thì xảy ra vô số chuyện. Quay lại vấn đề chính. Đúng, tôi và cô Lý trong khoảng thời gian khổ sở nhất đã tương trợ an ủi lẫn nhau để vượt qua thời kỳ u tối nhất, vì vậy mới nảy sinh tình cảm. Lương người không trải qua chuyện này nên chẳng thể nào tưởng tượng được những ngày tháng quý tôi tồn tại thế nào đâu. Mỗi ngày tỉnh dậy đều không muốn đối mặt với quả này, chẳng có hứng thú với bất cứ điều gì. Xin lỗi nhưng chẳng ai hồ, tôi thừa nhận mình đã phạm sai trái nhưng chẳng ai nhận ra. 2 năm trôi qua rồi nhưng lương người vẫn bấu chặt lấy tôi không chịu buông tha, lương người muốn tôi phải chết đúng không? Bây giờ thì tốt rồi, bao tội bất lương đều đổ lên đầu tôi, nào thì bài hát cổ động hút ma túy, đi làm tóc. Gì nữa nhỉ? Tôi chưa bao giờ làm hại ai. Tôi có lỗi với mẹ của mình, có lỗi với những người thân mật tới tôi, có lỗi với những fan ủng hộ tôi. Nhưng lúc tôi chân thành nhận lỗi lầm, muốn sửa chữa thì lương người có cho tôi cơ hội không? Tôi giết người hay phóng hỏa vậy? Cuối cùng, với những fan bế tắc về tôi muốn nói lời xin lỗi. Cảm ơn lương bạn 2 năm qua vẫn ở bên tôi, không có lương bạn thì tôi chẳng thể nào vượt qua được. Những kẻ đã ra đi fandom, kỳ vọng về sau người mà lương bạn yêu thương mộ sẽ không làm lương bạn bế tắc một lần nữa. Tôi vẫn kế tiếp làm nhạc, nhưng không phải lương người đang dìm chết tôi đấy hả? Nào tới đây? Thích hô nhạc thì lương bạn cứ hô, còn không thích hô thì hãy ấn nút quỷ hô vô giỏi tôi đi. Chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất. Qua nội dung tâm thư này, đại ý của Tô Ngang được Nô Ti Hâu tóm gọn như sau, cặp đôi nảy sinh tình cảm sau khi can đăng xảy ra, giải y lượng là kẻ đứng đằng sau giật dây để đăng clip gây sốc, Tô Ngang đã trải qua những ngày tháng khốn khổ không có bất cứ cái gì trong tay, bị người hâm mộ, công ty, hô kiếp quay lưng. Nô Ti Hâu tỏ ra ngày càng phẫn nộ hơn với Lý Tiểu Lộ bởi cô là người đã nhiều lần thông báo đi khiếu nại những bút ăn đưa tin ngoài lề về vụ việc. Về phần giải y lượng, Hồ Kiếp tiết lộ rằng nam diễn viên đã phát điên trên phim trường, đoàn làm phim phải dừng làm việc. Ở một diễn biến lương, Mã To người bị Nô Ti Hâu mỉa mai là tú bà, giới thiệu Tô Ngang cho Lý Tiểu Lộ và cũng là người đứng ra thanh minh giúp cặp đôi này chỉ là bạn giữa bảo can đăng ngoại tình tháng 12 năm 2017 hiện đã đăng tải Weibo chỉ dõng dẹn vài dòng chữ, mặt tôi thật sự bị giả, quá đau. Đáng đời tôi lắm. Nguồn Weibo, Sina.